Chơi cái gì mình á? Có thể cho con hay đừng chơi dơ. Trời ơi, 6 giây 6 điểm đồng nghĩa với 6 giây âm nhạc. Mình đoán tên bài hát hả anh? Vâng, hy vọng là chương trình cho nghe vào lời thì nó dễ. Chương trình mà cho nghe intro mà 6 giây thì không biết sao mà đoán. Tụi mình đoán chung luôn hả? Ai đoán trước là người đó ăn. Anh trả lời trước, cưng ơi cưng. Về lại mặt đất nè, anh trả lời trước. Anh trả lời sai tới mấy cưng trả lời. Khi nào chuyện gia nói mời những người còn lại thì mình dơ bản lên dành quyền trả lời. Vậy là mình chuẩn bị đi. Tại vì anh Luật sẽ thua. Đã bạn này đã hiểu chậm mà đưa cho bà này giải thích tới chừng nào mới hiểu. Em thấy hôm nay là hai anh chị rất là hợp nhau luôn á. Rất vui với những cái thất bại của mình. Bé nói câu rất vui với những thất bại của mình. Tại lâu lâu chị Heo mới gặp được người mà chơi hay giống chị. Ví dụ như 6 giây nè. Người bạn đếm 6 đi. Đếm 6, 5, 3, 1, 2, 3 tăng 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 bài gì? Hãy cố nước mắt rồi nhớ nó rồi. Thà như thế, thà như thế. Quá dễ đúng không? Thà như thế, thà đừng vô thế. Đúng rồi. Và bây giờ là 6 giây dành cho Tiến Luật, bắt đầu. À, anh Luật được nghe 6 giây im lặng. Ủa là gì? Bài hát sao ta lặng im. Ôi, chương trình chơi tôi đúng không? Chương trình chơi tôi đúng không? Tắt nhạc liền tình thôi xuất ra. Bảo Chấn của nhạc sĩ Bảo Chấn. Ca sĩ hát là Lam Trường. Chương trình ơi, mình có cái nào khó hơn không? Không cần phải nghe tới 6 giây, chỉ cần 1 giây thôi, chỉ cần anh là tôi biết ông Lam Trường hát. Ăn luôn. Em nghĩ cái này là tại vì anh Luật lúc nào cũng nói là anh Luật không có biết nhạc trẻ nên chương trình mới thương quá cho nghe nhạc một cái bài quá là dễ luôn. Đáng lẽ những bài này phải cho nghe cái intro mới đúng. Em phải chỉ chỉ nha. Bây giờ từ mai Tiến Dũng trở đi là đừng cho nghe lời nữa, cho nghe intro thôi. Ủa bây giờ anh phải lấy hồn chứ. Để tăng cái gọi là cái kịch tính. Ăn thử miếng ngon không? Ngon. Ngon sao? Quá. Ăn miếng nữa. Củ áo á. Củ áo nè. Củ sen chung luôn á. Ngon lắm, mới được ăn một cây bưởi này, chất lượng luôn á. Rất ngon nha mọi người. Ăn miếng nếp vô, ăn miếng nếp vô. Nhất luôn á. Ngon, nóng nóng nữa ngon. Đón xem Cuối Tuần Tuyệt Vời phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.